Trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một tính năng vô cùng vi diệu của phần mềm Canva AI, đó là trí năng xóa những vật thể không mong muốn, đó gọi là Magic Eraser, có nghĩa là xóa thần kỳ. Xin mời thầy cô và các bạn sẽ theo dõi một số tình huống sau đây. Ví dụ như là đôi lúc chúng ta đi chụp hình chẳng hạn, sẽ có một lúc ai đó thì người ta vô tình rơi vào khung hình của chúng ta, và chúng ta muốn là sẽ có một cái bức hình mà chỉ có một mình thôi và xóa bỏ những người khác đi chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ sử dụng đến tính năng này. Chúng ta bấm vào bức ảnh, sau đó bấm vào Edit Photo. Rồi sau đó mình sẽ sử dụng tính năng gọi là Magic Eraser. Chúng ta bấm vào đây. Thì nó sẽ cũng tạo ra chúng ta một cái giống như cái tẩy, giả sử như là mình sẽ xóa tạm hình ảnh của cô giáo chẳng hạn nhé. Đó. Ví dụ thế, để mình lấy hình ảnh chỉ có một mình thôi. Sẽ bôi đen vào cái vật thể mình xóa ở trong này, và chọn đúng vào cái khu vực mà chúng ta muốn xóa này. Đây 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 đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm và chờ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Đùi, cô gái đã biến mất hoàn toàn, và chúng ta thấy rằng hình nền đã được thay thế, hình nền được thay thế. Đấy, rất, và nó sẽ lấy luôn cái bối cảnh nền đó để nó làm luôn cho chúng ta cái hình nền cho đẹp. Vậy thì vô cùng vinh diệu, chúng ta đã đưa cho người ta khỏi bức hình của chúng ta và không để lại cái tì vết gì. Đó, đó chính là tính năng tuyệt vời này. Mọi người cùng xem một lần nữa cái sản phẩm. Thì sẽ có rất nhiều tình huống các thầy cô sẽ gặp phải tình huống này đúng không? Thì có thể là chúng ta đã gặp được ở đâu đó một số phần mềm nào đó cũng công nghệ AI có thể chỉ tính năng xóa ảnh này, nhưng chúng ta phải mua hoặc là sẽ có những credit, và các thầy cô nhìn đây đấy, xóa sạch luôn. Và với hình ảnh như này thì làm gì còn dấu vết nào của hình ảnh của cô gái đứng bên cạnh mình vừa rồi đúng không nào? Hoặc là nếu chúng ta dùng AI để vẽ tranh đi, thì sẽ có rất nhiều lúc nó sẽ vẽ chúng ta bị thừa, ví dụ như là mình chỉ muốn mô tả như lúc nãy là hình ảnh bà đọc truyện cho cháu trong một khu vườn này. Nhưng đây giờ có hai bà, bây giờ mình chỉ muốn lấy một bà thôi chứ đúng không? Mình bấm vào Edit Photo này, và chọn là Magic Eraser. Bây giờ mình thích xóa bà nào, ví dụ bà cháu banh về bà này thì khả năng hợp lý đúng không? Vậy thì mình sẽ xóa cái người bà thừa thứ hai này đi. Mình sẽ bôi đen vào vật thể mà mình muốn xóa. Rồi, bùm, và chúng ta cũng thấy rất nhanh chóng và đơn giản. Đấy, mình cũng có thể dễ dàng xóa được người bạn này, và nó sẽ hay ở chỗ là nó sẽ lập tức nó tìm kiếm những cái hình ảnh, hoặc là nó sẽ lấy cái hình nền làm sao để khi chúng ta xóa bỏ hình này đi thì hình xung quanh nó vẫn còn mang tính chất hợp lý. Đó. Ok, đấy thật là tuyệt vời của nào mọi người. Đó là tính năng là xóa hình thần kỳ ở trong phần mềm AI Canva. Nếu thầy cô và các bạn muốn sở hữu phần mềm Canva này thì các thầy cô có thể theo dõi cái đường link ở bên dưới mô tả của video. Chúng ta sẽ có công cụ để sử dụng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.